Đây coi. Chó này. Đây coi, đây đây đây, đoạn xanh này. Ê chết mẹ, nhầm. Vậy cho anh còn nết. À nết à? À đây đây đây, ui. Em có tận 2 trái anh ạ. Đây đây đây, đây anh. Mỗi cái một trái nhá. Đây đây. Thằng kia nó chạy xa lắm anh ạ. 50 mét rồi. Ui nó chạy xa lắm anh ạ. Truy lùng thằng tấn cú xúc này. Nó xuống rồi, nó chạy xa lắm rồi. Nó chạy rồi. Nó lắm. Không bé ơi, em follow anh rồi, em đòi giết anh không cho đâu. Tin cái tội. Ê, 50 chục điểm, 50 chục nghìn này. Mày, tao sẽ không cho anh Đạt biết mày đâu. Mày. Anh Đạt lông rôm. Ui bố ba mà đã. Ông bé ơi. Tự nhiên thấy đang nằm mà không thấy chạy qua là thấy nghi rồi. Em đòi giết anh mà em không có đủ trình em ơi. Anh không cho đâu. Hết mẹ nét rồi. Tố em đi. Má cứ cần con dê thì gọi. Nói đâu anh ơi. Đây tao bồi cho mày quả lửa. Anh tao bồi cho mày quả lửa. Với bản gì? Nó ăn nè. Lão tật đấy. Lão tật đấy. Ôi chết mẹ, mua cho nhầm có 4 rồi. Ok, xong cái kèo, lắp lên tấn được 500k nhá. Hư là phải quay tít. Cho nó quả lửa đó không anh? Ông bé ơi. Vừa lại đọc được comment đáp lên tấn 500k. Ờ. Có ông thầm chứ. Xong cái kèo 500k nhá. À, nó ném lại. Thôi nhá, từ bây giờ là không bao giờ đạt nhận kèo đáp lễ tấn nhá. Ok. Nếu có thì mọi người đi tiêm phần trước. Rất lượn anh em ạ. Đá đây, đá đây. Bố giờ. Không thấy mông đâu cả, phải bỏ đồ ra mới thấy. Không. Chị Tuyến ơi, chị Hoa ơi. Anh Đạt bắt nạt em. Anh ơi. Nên nó bây giờ nó bỏ mình cho mình chạy bộ luôn. Em nghe có mùi anh ạ. Thằng này em. Thằng có mùi anh ạ. Thôi thôi thôi. Nhìn mọi người ơi. Nó có mùi. Tốt mà. Nó có mùi. Đi thôi nào. Không. M24 mà mình còn không thèm nhặt. Ok kìa. Mark the location. Đâu đây? Để anh gạt cho. Mông cuồng thật đấy. Má anh ơi cứu em. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Đứng kia. Ờ con thỏi. Kìa nó đem kìa. Ok bạn. Thôi mà mình xin lỗi bạn được chưa. Má có cần con dê thì gọi cho nó ngài. Bạn ơi địch cái bạn ơi địch ạ. Thôi lần sau mình sẽ ngoan. Lần sau mình sẽ ngoan. Cứu mình, cứu mình. Trời, thằng này ném nét ngu thế. Xuống đây sâu dậy cho một khóa. Giết đi. Đấy. Mà bắn chết em ạ. Kìa. Nhưng mà nó ném ngu thật, nó chỉ bắn được thôi.
Đừng đừng bỏ mấy anh thằng nóc nhà nó bắn. Hello ai đó nhá. Hello bạn. Ui bên trái có bạn đây. Cổ bá. Nóc nhà ấy. Kìa chúng mày. Đó nhá, mình mở cánh nhá mình. Mình mở cánh này. À. Mẹ mày ta cay mày rồi đấy. Mấy con vịt này. Nóc nó rồi bạn ơi. Mẹ chó này. Còn ở trên nữa còn hai thằng cơ. Đấy nó một rồi. Còn ở trên đồi còn nhá. Trên đồi à? Ok. Rồi nghe thâu luôn rồi. Đấy, nghe được gì chưa? Đó.